아, 오늘 주제는 독서로 정했어요. 독서 인이야 띵 맷. 독서라 독싹? 낙삭? 네. 독싹이에요? 아니면은 네. 싹독이에요? 낙삭? 독싹? 아, 투델라 독싹. 아, 단, 아, 엠틱 독싹? 어? 네. 저는 독삭? 독서 안 좋아요. 하지만 공부하려고? 낙서 안 있으면 아, 안 하면 공부 못해? 회화 게대회 안 돼요. 아 혹신 바이 아 독삭 뉴뉴 네, 학생 학생은 학생기 독서 많이 해야 돼요. 많이 얘기해요. 아 또이다 띡 독삭 능마 또이 홍 독삭 홍람 독삭 비 또이 홍고 또이지안 홍고 싹 책도 없고 근데 능마 또이 독 구제 전 유튜브 그 요즘에 옛날에는 옛날 과거 또이다 띡 독삭 또이다 디 아, 라이브러리 도서관 이니아 띵 벨라지 어? 투빈 두빈 또이다 디 두빈 두빈 라아 두빈 두빈 예 도서관 또이다 또이다 띡 디, 두빈, 네, 독삭, 오, 두빈. 아, 좋아요. 타는 후지오카 도서관 있어요? 어때요? 도서관 가봐요? 두빈, 오, 후지오카, 오다오? 저는 사는 곳 도서관 뭐라요? 많이 있어요. 아, 가봤어요? 네. 가봤어요? So if I living in Shizuoka, so I can rent many book. I can rent 5 to 10 books a time in아, library for 어, free. For free. for free, good. Around 2 weeks, Around 2 weeks. if I can reach finish, so I call to employee of library, and it's I can rent longer. Ah, you can make it longer. Can you tell in Tiếng Tôi có thể đi thư viện gần nhà để thuê sách. Một lần thuê sách thì có thể từ 1 đến 5 cuốn trong vòng 2 tuần hoặc 1 tháng. À, tôi cũng Tất cả đều miễn phí. Nhưng tôi thích đi nhà sách vì ở nhà sách có nhiều sách để tôi lựa chọn và tôi muốn mua để đọc lâu dài. Ok. 이제 한국말로 해봐요. 한국말로. 저는 집는 것 도서관 집 집은 것 근처 도서관 있어요. 주말에 도서관에 hôn check in mượn là gì thầy빌려요, 빌려, 빌리다. check in bill kayo ibon check o
ô quan Hạ sắc quận, Hạ sắc quận, Nam Nam sắc, Hạ sắc ta quận. ta xuất quan, ta xuất quan Bù Thò, Yon Quan, Ca Chi, Video Han Sơ Ích Sơ Yô. Y Y Kê Chu An, Ích Sao Yô, Hachiman, X Y다 못 읽으면 더 연장할 수 있어. 전화해서 도서관 직원에게 전화해서 연장할 수 있어요. 연장. 연장 you can prolong the date when you can put didn't read books and then you could the duration you couldn't make it longer. The duration make it longer. 연장하다, 연장하다, 연장. Anything bên là gì?연장하다. Ừ, là Make it tôi longer. có thể gia hạn thời Nhà gian hàng, để lâu hơn. nhà hàng. Ok, nhà hàng. Ok. 독서. 최근에 읽은 책 뭐예요? Căn nhai là em đọc sách là gì? Tên đọc tên sách là gì? In bôn chết imun kiku no haka Ikunohaka. What it means in the Ikunohaka in English? Cúc hoa mu tôm. Cúc hoa bù đông. Nè. You mean bù đông là tum tum? Mu tôm là ngôi mộ. No more. Cúc hoa là Cúc là hoa. hoa cúc. Hoa ở hoa cúc, hoa cúc. Nè. Cho novel, 소설인가요? It's a novel. 소설. What kind of ngôi mộ hoa cúc? Okay, ngôi mộ bù đông. Ngôi mộ là bù đông, hoa cúc là cúc hoa bù đông. Nè. So the what kind of book is it? What genre? What kind of book? Novel. Novel, okay. Novel là tiếng Tiểu Hán thuyết. là soser. Nè. Inia tiếng Việt là gì? Novel, soser, Tiểu thuyết. so thuyết. Did you finish reading? Em đã đọc hoàn toàn sách. Hai읽었어요? Bị chị Chưa chưa. chu mu bê chi ít sao yêu Lâu 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 bắc kỳ oton nêu nghèo. What can you tell about the story? In English first, can you tell? Certainly, you can tell about the story a little in English. chăm chăm tinh kỳ trong chết gương ship bay chi읽어요? tô x costa You read 10 pages before you slept, right? Good, good. And then that you read the what story? What is like? Can you tell the story you read? 이야기 좀 얘기해 줄래요? In English first.
I don't know this novel, but so I has Japanese friend. He look like my Japanese teacher. He speak a lot of many languages, and currently he living in Vietnam. He keep going to study master in Vietnam, Oh, really? and he research about muôn hạ Literature, literature. yeah Minh học, literature. and so he has a lot of knowledge about this, so and he research Japanese liberal culture Culture, phải, đúng không? Việt Nam and Japan together. Okay. And he give me, he introduce for me this book. So You chose it. that's why I want to reach Read it. this. This book. Okay. Can you tell this story in Vietnamese? Em có một người bạn là người Nhật. Anh ấy cũng giống như là giáo viên tiếng Nhật của em. Anh ấy đã sinh sống tại Việt Nam hơn 10 năm rồi. Mười Anh năm ấy rồi, 10 năm. hơn 10 năm rồi. Hôm 10 năm rồi, hôm 10 năm rồi. À, Anh ấy như Việt Nam, như Nhật Bản. in Bon Saram. À, như Nhật Bản. Ok. Nè, anh ấy nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực. Anh ấy từng học là vật lý vũ trụ, từng làm một trong 10 sinh viên về toán học giỏi của Nhật. Và anh ấy hiện đang nghiên cứu về văn học Việt Nam. Anh ấy đang học tiến sĩ tại Việt Nam. Vâng. À, 이제는 한국어로 얘기해 봐요. 저는 왕 팽한. 저는 인본 사람 인본 친구 있어요. 그는 인본 어 선생님 같아요. 그는 제 선생 인본 어 선생님 같아요. 입니다. 그는 베트남에서 또 10년 이상. 살고 있어요. 오케이, 오케이. 그는 베트남 문화 관심 있어요. 배우고 있어요. 오케이. 오다오. 송 오다오. 하노이? 호치민? 다낭? 현재 그는 호치민 살아요. 대학교 하고 공부해요. 있어요? 오케이, 오케이. 정말, 정말. 그래서 그 친구가 아, 그 선생님이 책 소개해 줬어요? 책 소개? 아, 저 네, 뒤로 아, 아. 쫙? 그는 이 책, 이 책은 제에게 소개했어요. 오케이, 오케이. 그래서 저는 시간 있으면 이 책은 읽어요. 읽어요. 오케이, 오케이. 주문 하전 이 책은 10페이지 좀 읽었어요. 있었어요. 그럼 지금 며칠 동안 읽었어요. 아, 바오뉴 나이 엠 독삭 며칠간 매매인 읽었어요? 네 모이 나이. 그래서 네몇 페이지나 읽었어요? 46 페이지. What? How many pages did you read? How many pages did you read?
xa xịt xa xịt Cái gì? xăm xịt xin xăm xịt xin bê chi Israel. À, you got sale. You read 30 pages for you mean that means you read 3 days. Okay. In how many pages did you read the trang bếp? Cuốn sách đó có bao nhiêu trang giấy? À, cuốn sách tốt bao nhiêu cần cân trái? Quyển Answer, answer. Trao lối. Trang bếp. trang giấy quyển sách đó có 437 trang giấy. Cuốn sách là 440 trang hàm lượng sách phê trả nè, 4. 40, 40. Nè. Ok. Cuốn sách tố của 437 trang à, sao phải không, 3 page trả nè. How many pages did you read it? How many pages did you read now? Tôi đọc khoảng 120 trang, cho nên 100 cái y page. check in y bạc y ship bg chum isoyo You got soil? y có soyo. Oh, okay, good. So, can you tell me the story a little bit? What story like about tomb charisma kukha tomb tôi đã được đọc tập con 120 trang dài đó. Okay, so you mean that of 12 days, yeah, for 12 days you read, right? About 12 Nè. days you read it. So can you tell a little bit in English what story like? What story is the what you read, what you impressive, and then what are characteristic, and then what the people doing in the novel. So and then any story is okay. So a little bit, yes. You can talk about the story. You can talk about people in the book. You can talk about background about the story, the what the time, where the place, and then yeah, it's because it's a novel. Okay. So tell me a little about the book. So the book is says story. Sad story. So the when the when the daughter they leave to the mother to far belay to living alone and had herself has a life of herself Okay. You and live the hostel by yourself alone. by herself, yeah. So and they have to say bye bye with their family. Let me thinking again. So Okay, yeah. Slowly you can sing. You can talk about the story, you can talk about people, you can talk about the place, anything you can pick, and then the easy one, what do you remember from, and you can make a story as well. And then yeah, talk a little. Again. and he far he live far to her family to living alone they tell many problem when her living alone Sure. and she just 20 years. 20 years old, yeah, young. Yeah, and he lead to all the blind, all the broke, all the city to living alone, and he get many problem, and he don't has support by her family.
That's many trouble. Trouble. She get many trouble when she living alone, and she just long times she don't contest with her family. He just write letter and send the letter to her family, but she usually tell a good thing, not she Not trouble. For trouble. not get trouble. Oh. She So just and then tell it's a good life when yeah, I living. understand. Yeah. Yeah. Okay, then in Vietnamese you can tell again. This Yeah. way is a good pool, you know? And then you speak English and it's okay. So you can express what you think, what do you mind, and in English is okay. So English is based like me, and I talk in English, you talk English. So and then but your mother tongue is Vietnamese, so you easy to talk like me. And when I speak Korean is easy, and then so you speak Vietnamese much more easier. You can tell, and then you think I'm a Vietnamese, so you talk to me in Vietnamese. I'm a Vietnamese, not a Yeah. Korean, okay? Yeah. So and then I can understand Yeah. what you talk, but not really. It's okay. Yeah. You can tell again. You can tell the story again in Vietnamese, okay? Đây là một cuốn sách nói về một cuộc đời của cô gái phải xa gia đình vào 20 tuổi đến một thành phố xa lạ để sinh sống. Và khi sinh sống một mình thì cô ấy gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng khi cô ấy liên lạc với gia đình thông qua viết thư thì cô ấy luôn nói những điều tốt. Cuộc sống của cô ấy rất tốt, cuộc sống không có gặp những rắc rối gì hết, để cho gia đình của cô ấy yên tâm. Thầy có hiểu không? Yeah, a little bit, một chút. Rồi cô Vâng. thấy hiểu, cô ấy luôn sống tốt. Okay, a little bit. Okay, so you can tell now in Korean. Difficult, but you try, it's okay. Dạ. Hàn Quốc có rô. Bà bao giờ? Yagi, hết chưa? Từ Hàn Quốc, từ Yagi. nho nưng. Cứ nho nên difficult to cứ nho nên sorin say yêu cứ nho nên ta rừng có ca dô Oh. nên cứ nên cứ ca chấp e kê bye 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 mạnh xâm hay gia hay ồ Thật là dễ ơn cha rô san cô ít sao ồ cứ nên mạnh đi muốn chê cứ cứ nhỏ nên muốn chê ca nó mu mạnh na ít sao yo hát chi man cứ nên cứ nhỏ nên cứ nhỏ ca chót ê kê
Bianchi sư bên Chirun Sinh Tê quen cha na yo sót sao yo cười nho nun cười nho e ca chóc cọc trong hạt cô ship Chị Hà này không? Hà ốc chú chị dồn có cho cái hà của chị Hà này không? Hà này ok. nè ở đâu vô Hàn Quốc mà Ok. 그러나 이렇게 말하는 시도는 탄이 한국말 잘할 수 있게 도와줍니다. Okay. When you try to tell the story in Korean and then it make you speak Korean fluently in the future, because you try, you think, and then you express, and then this is opportunity to express yourself in Korean. And so basically already you talk about English and Vietnamese, so the contents, what you talk and what you tell is you already know. So only you don't know about the expression in Korean word, vocabulary or sentence, and then the intonation, you when you the Korean speak the story, and then you, so by doing that and by you try to speak Korean, you can understand when you listen to Korean what they say, and then you much more learn about what you listen, what you see, then and it's a good way, you know. Practice makes perfect, or this is your trying is very important, because without expression you cannot improve it. Okay, so it's the same. Okay, this is my turn. You talk about the story what you read the book, I'll talk about the story what I read it. Okay, so many years ago I read Harry Potter. Yeah, Harry Potter, maybe in English, because to learn English, I love Harry Potter. And then so I talk about a little bit Harry Potter. Harry Potter lived with his relative, and then there was a young brother, actually cousin, maybe and then cousin, and the cousin is a little pet boy, and then the cousin and relative, I think aunt family, and then they didn't take care of Harry Potter very well. But Harry Potter had the power about like magic power, and then so he had the power, and then he got a when he got a problem, and then he solved with his power. And then the story is about in it's a aunt's family, and then the beginning of the story in Harry Potter, and then okay, then I'll talk about this in Korean, and then 나는 해리포터를 몇년 전에 읽었는데 영어로 읽었어요. 영어를 공부하고 가르치기 위해서 해리포터를 읽었는데, 해리포터는 J.K. 롤링이 쓴 소설인데, 해리포터가 처음 등장할 때 해리포터의 어린 시절이 나오는데, 해리포터는 아마도 친척 집에서 살아요. 친척 고모인지 잘 모르겠는데 친척 집에 살고 있는데, 친척들이 해리포터를 잘 돌보지 않아요. 그리고 그 해리포터에게는 조금 뚱뚱한 사촌이 있었어요. 사촌. 그 사촌이 해리포터를 막 귀찮게 하고 그래 그렇게 해요. 하지만 해리포터는 어떤 능력이 있어요. 마법을 쓸수 있는 능력이 있어서 해리포터는
그 친척들이 막 해리포터를 괴롭히지만, 해리포터는 그 친척들과 대처하면서 지낼 수 있었어요. Okay, I'll try to say in Vietnamese. 야, 또이 네. 다똑 해리포터. 또이 다똑 해리포터 방 깽안. 오. 내 혹답 깽안. 해리포터라 공짜이 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 보이 해리포터 나송오아 지아딘 지아딘 영? relative. 영국? 네. 더 해리 포터 그아그제 송앤고제 능마 지아딘 홍 본냐? 능마 해리포터 고 고강 고 망매 해리포터 꽃에 송 비비 10. 어렵 고강 어려워요. 아, 야, 띵글 나와요. 만약 이 얘기, 내가 한 얘기를, 저 탄도 해리포터 알아요? 호텔. 네, 알았어요. 아, 그럼, 그러면 음영 내가 있어요. 한 얘기, 잉글리시 영어로 얘기하는 거, 베트남어로 얘기해 줄수 있어요? 호텔, 너희, 도이다베, 해리포터, 랑킹, 잉글리시, And Tan go te noi with Tibet. 왜냐면 비 도이 무언 with Gao Chuen 과 해리포터 랑 Tibet. 조금 얘기해 주세요. Em tôi thì không đọc sách Harry Potter, tôi thì chỉ xem phim. Cuốn Harry Potter là một cậu bé phù thủy có sức mạnh ma thuật. Anh ấy sinh ra ở Anh, ở nước Anh. Đây là một cuốn sách tiểu thuyết gồm có 7 phần. Anh ấy có hai người bạn thân. Tên là Rowley và Hermione. Bambe, Bạn Bambe, bè Harry chinh cu Tumion, được is there? Ron, Tumion Israel. Hermione, okay. Jung Hook, Magic. Hogwarts, the Jung Hook, then Jung Hook, la Hogwarts. Okay, keep going, keep talking, yeah, doing good. Cuốn sách này được xuất bản năm 1997. Nó được phát hành bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trên toàn thế giới. Ok. Hôm nay chúng ta nói về tốt sắc, right? Tốt sắc là quan trọng để có knowledge. Any knowledge, thing về knowledge? Kiến thức Kiến thức. knowledge
Ồ, kiến thức, kiến thức. And quan trọng để học tập ngôn ngữ. Này. Quan trọng là học tập ngôn ngữ. À, kiến thức, knowledge, kiến thức. Học tập ngôn ngữ, the foreign language. Okay. So, okay. Ngày mai, chúng ta có thể quyết định, decide today. À, 어떤 주제를 다음에 정할까요? 우리는 생각해 볼 시간이 필요해요. chúng ta có thể can bài bài can thời gian để nghĩ về today. Nên Nè. chúng ta có thể quyết định today hôm nay để học tập ngày mai. Cái chủ đề chọn nó có đây nào mà uri iya gi hal su isseoyo. Eotteon juje halkkayo? Ngày mai chủ đề Chủ đề new today moi eotteon juje nega halkkayo? 정할까요? 독삭 정했으니까 이번엔 내가 정하면 맞아 뭘 정하냐면 Tê hạt kêu요리 아니야 online tê hạt kêu đại học nay nay e tô bun cu ha cô tê hạt kêu e so online pro cambu ha seo그건 주제 정한다고 주제 요리하 종이에요 요리 몽안 나왕 나왕딱 요리 어떤 요리에 대해서 얘기할 수 있어요 우리가 중탁고테 노이베 나왕암특 나몽안 요리하는 거에 대해서 얘기해봐요 오케이 나이마 네. 네 오케이 하이무푼 노 하이푼 2분 남았어요 2분 오늘 일요일 뭐 어디 가요? MD 오다오 산포 비산포 공변 돌고람백 도야 주각 뭐주 오후에는 네, 손님 있어요 일해야 돼 오후에는 지금 손님 없어요 조용한데 딴 어디 가요? 니 오다오 니 홈나이 주냐 주냐 일요일인데 MD 오다오 디보 공비엔 디보 산포 테이크 워크 파크 어라운드 where you go today no work today so you what are you doing Indo in in into into âm xích bốn cái một ít cayo you try to eat Indian food like curry nè Nacho. curry curry Nan, nan. nan nan Nan, nan, nan nan. ara Nan là big fan, big fresh big pancake with nan and then curry. Do you like Indian food? Nè. 나중에 사진 영상 보여줘요. 사진. An and the video. The Indian food. Nè. I live in Japan, so I want to try many food from other country. Oh, good. My living so also has Korean Korean food. restaurant. Tạm biệt. Nè, Bye tâm mạnh này ô, bye. Okay, con수고했어요. cái mạnh này ô. Nè. Fighting. Why